Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa là sẽ hết năm 2021. Đây cũng là thời điểm người dân cần và nên đi làm một số loại giấy tờ quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi cũng như là giao dịch của mình. Đó là ba loại giấy tờ, bao gồm thẻ ATM gắn chip, thẻ căn cứ công dân gắn chip, đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ. Với thẻ ATM gắn chip, nếu như không đi đổi thẻ dạng từ sang dạng chip, thì kể từ ngày 31 tháng 12, loại thẻ này sẽ không còn được rút tiền tại các cây ATM cũng như là không còn được chấp nhận bởi các phương tiện thanh toán khác. Với thẻ căn cước công dân gắn chip, ngày 31 tháng 12 là hạn cuối, người dân được giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân. Với đăng ký xe, sau ngày 31 tháng 12, xe đã qua nhiều đời chủ mà không có hoặc là thiếu giấy tờ mua bán, sẽ không còn được đăng ký sang tên.